Nãy giờ là chân mình quén qua đó bạn ơi, lạnh quá nên mình phải quyết định là mang vớ vô. Đua kỳ thú. Coi bộ vui á. Đúng rồi, thì ở đây mình sẽ có một cái hộp. Tưng. Ở trong đây là... Hình như anh đã nhìn thấy cái gì đó. Một ở cái trong đây vô. Là cu tèo, cu tí, bé tủn. Bé tủn. Đang khá là chắc chắn các bạn ạ, đang khá là sung. Em đổi tên này cho nó được không? Em không chọn nó tên Tiểu My nữa, em đặt nó là Tiểu Tùng. Tiểu Tùng đúng không? Tiểu Tùng sẽ đưa với Tiểu Cường nha các bạn. Ok. Thì bây giờ thì ở đây, đây là ở đây có bạn xuất phát sẵn nè, cho nó chạy thẳng lên đây, nó là chạy lên kia. Ok vậy. Ok. Rồi chuẩn bị nha. 3 2 1 go. Cố lên. Tiểu Tùng. À nó chạy méo rồi kìa. Cái gì vậy má? Cố lên Tiểu Tùng. Cố lên. Anh đang chiến quá, nó lên khúc đó. Bị xỉn rồi, cháu bị xỉn rồi, cháu bị xỉn rồi, bị xỉn. Cố lên, chết Tiểu Cường, Tiểu Tùng mình đi đâu vậy Tiểu Tùng? Đúng rồi Tiểu Cường, nè. Lên. Lên, trời ơi má ơi, sao má đi ngược vậy? Cố lên. Đây nè. Ôi trời ơi, nó nhìn em kìa. Ok, chị đi cổ vũ em nè. Cố lên, bé ơi, cố lên. Còn bị hướng vậy, tìm đến nhau hả? Tìm về đến nhau. Nó con này nó đi vòng tròn là tôi thề là con này nó đi vòng tròn. Ôi con này nó đang đi vòng tròn rồi. Ôi anh chị. Nó đang nhìn mặt nó đang rồi. Có anh hả? Ôi có ê, anh. Bò lùi luôn á. Bò lùi luôn á. Chuyện gì vậy? Nó thích về đây. Anh nó có quen. Mà quen nó bị té xuống nó. Rồi em quên chắc rồi. Ê đây nhìn mặt. Ê Tiểu Cường nói chuyện với Tiểu My gì đi. Tiểu không Tùng phải, gì Tiểu đi Tùng. Tiểu Cường. Tiểu Cường với Tiểu Tùng đang hôn nha. Trời ơi tính làm gì vậy đứng 69 rồi. 69. Ồ không đó. Người yêu cũ anh ơi. Người vô hình nhưng vẫn nhìn thấy nhau. Chạm nhẹ nhau vô là nhớ nhau suốt đời. Chạm nhẹ không nhớ cả đời. Không nhưng mà nó. Ê hai nó bắt đầu cắn nhau rồi kìa. Ê nhưng mà em cảm giác ờ đúng rồi đi. Tiểu Tùng nó đang níu kéo quá à. Ai đang cảm biết cái nhiệt độ như mấy con này nó thảm đang nhau ơi. Ghê quá hả? Nhìn cái con này nó dễ mạnh nhất nè. Thì sẽ đặt tên cho nó là Tiểu Quý.
tỷ quý nè các bạn ơi, tỷ quý này nhìn đúng ghê luôn á. Ôi ôi nhìn nó đúng dễ thương luôn á, nhìn cái bụng nó. Em sợ là nó chạy nhanh không, lỡ tưởng tượng nó chạy đi mày ra bằng tay nữa. Phút challenge mà thử thách cho em đặt kìa, mà ở đây còn không biết bao nhiêu con lắm, mình cứ ập ra ở lại đi. Quán. Tức là nó đang quyền thiên phong trong cái chén này rồi nè. Rồi bây giờ thì đây là hai cái chén của mình. Chuẩn bị nha. 3, 2, 1. Yêu, yêu, yêu. Yêu quá, em sợ nó chết ngụm cô đẻo quá. Cô tiểu quý nha đấy trời. Cô sổ à, tiểu quý đi chị thoát kìa. Tiểu quý, tiểu quý. Yeah, một quý à. Bé tổ lên, bé tổ lên, về với đội của anh. Chiến thắng rồi đó. Mình cái chén đuông của mình quá trời này các bạn ơi. Mình thôi đi. Ghê quá rồi sao mà ăn trời. Chào mọi người đi tiểu Tùng. Hai. Hai. Chào mọi người đây tiểu Tùng. Hai. My name is tiểu Tùng. Ai à, nó cắn gì em kìa. Chú ý thử luôn hả? Thôi thôi thử thôi. Đi anh, thử đi anh, thử đi. Thử thôi chứ có sao đâu, anh lấy một con chanh chuối thử. Cái này là chị em mình thử. Nó chưa được tắm mà. Thì bây giờ anh tắm tắm nè. Đó, lựa con mụn nhiễm nhất tiểu cương. Tiểu cương với tiểu tùng. Tập, tập. Tiểu cương đâu. Em không có gan làm việc này anh ơi. Em ăn chay trường luôn á. Anh cũng ăn chay trường nè. Em ăn chay trường nào? Là có nhiều clip là anh biết rồi, bởi vậy em cứ làm đi, dũng cảm lên đi à, dũng cảm lên. Anh ăn trước rồi đấy. Anh ăn thử đi, thử trước anh thử. Ôi thôi. Em gấp lên cho anh. Anh tin là em làm được. Mà. Không, bây giờ đàn ông con trai. Không, không, anh tin là em làm được, dũng cảm lên đi à, dũng cảm lên. 500 anh em đang trước màn hình và chờ đợi em ăn cái con đuông dừa này, dũng cảm lên. Thấy ghê quá. Cảm lên, Thi ơi, Thi làm được mà, Thi làm được mà. Anh nghĩ là em nuốt, em giật cái đầu ra xong em nuốt hẳn luôn Thi à. Mắt cơ hộ của em, nó quy củ không. Em xỉu em. Coi em, quy củ em, xỉu quá trời luôn. Em lo thêm kịch phiêu của anh bó rối quá. Đúng không? Mà em chọn con đơ đơ đi, em cho anh con tự động. Ôi, em cho anh đâu có thua đâu mà chọn. Anh thắng mà. Anh thua trong cuộc thi. Cuộc thi là đâu liên quan đâu, anh ăn chuối rồi mấy cuộc thi chứ. Giây phút để đợi. Đúng cảm lên, cố lên. Đó, em có bị đau bụng lên, sao? Cố không. Lên. Ghê quá. Đừng nhìn, đừng nhìn. Đây là khoảnh khắc 18 cộng, đừng nhìn. Ôi cay quá, nước mắm cay gì đó. No, no, no. No, no. Cannot do this. Trời ơi, nó giật rồi, still. He's still alive. Nó dài quá. Em không có ăn kiểu đó được đâu. Cái mũi nó nhiều quá. Em không.
còn sống nè má ơi. Em chỉ mới cài nha 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 thôi. Trời ơi, nó chảy máu kìa. Ghê quá, cái vị nó ghê quá, ai nó ngon vậy? Em đang phỏng thật nó đúng không thầy? Làm theo con nữa đi. Cái này lại bỏ vô hơi ghê. Cảm giác của mình okay, rất là cảm mình, cảm giác đó. Nó kinh nhưng mà lúc nhai thì nó như là mình ăn cái gì đó. Cái da ngoài của nó hơi gớm nhưng mà cái cức ở trong nó ập nó kêu á. Cái luộc của da. Nói giống như Thi đang tận hưởng cái cức của nó. Nó hơi là... Bùi. Bùi. Ăn đi ăn. Anh đâu có thua đâu. Đâu có thua đâu. Thử đi anh. Không có thua. Hy vọng là mất vậy á. Tại sao cái con này là con tiểu tùng này của tiểu tùng nó xông lại. Anh đưa cái kẹp vô là nó kẹp à. Anh cầm trên nó kẹp anh á. Anh phải cầm cái đầu nó. Tiểu tùng này các bạn, mình không muốn ăn nó đâu, nhưng mà tại tao biết đây ơi. Con này chắc là chùm á. Mình đã bắt được cái đầu nó rồi. Đúng rồi. Hy vọng là cái video clip này được 10.000 like. 10.000 like thôi hả? Mình tập sau thì mình sẽ bắt Mithy là ăn 10 con bông dừa. Các bạn hãy like ủng hộ cho channel của Mithy nha. Nếu các bạn like video clip này được 500.000 view. 500.000 view thì em sẽ ăn 10 con bông dừa. Bạn nhớ chia sẻ nha. Nhớ subscribe ủng hộ cho channel của chuối luôn. Và đã đến lúc it's about time. About time với con tử tùng này. Em cắn nó cắn em luôn. Em cắn lên gì cắn gì cắn. Mình nhảy lên chuối. Nhanh da. Ôi. Ô, nó nhảy trong họng sao là anh nhảy giống y chang á. Nó nhập rồi anh rút đầu nó ra nó còn nhảy. Anh thấy ngon không? Anh không thấy ngon vậy anh nuốt luôn mà anh không có cắn gì á. Thì em cắt cái đầu của con em ra anh ăn thử nha. Rồi được rồi, không chơi lần thứ hai nữa đâu. Không chơi lần thứ hai. Bây giờ đến Ngọc Thi đó là chú chó kinh dịch. Con này có công dụng là gì? Ghê quá rồi. Em bỏ hết rồi nè mà nó không rớt, nó không cắn, không gì hết vậy. Không, em phải lấy ra nó mới cắn, hiểu không? Em lấy ra, em lấy ra. Thấy dục. Ôi ghê vậy? Ủa nó, em sợ chó lắm á nha. À là mình phải lấy ra đúng không? Rồi, đúng rồi, okay, mình lấy ra. Ghê quá, ghê. Ha ha ha.
Bởi vậy các bạn hãy chia sẻ video này giúp Bích Thì nha. Ok, bye bye.